chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Mà cả nhà thì hôm qua chị Hai cũng có muốn ăn vịt nấu chao á. Thì sáng em cũng đi chợ mua được nửa con vịt nè. Với lại ăn ít bún. Về hôm nay em sẽ nấu chao cho cả nhà ăn bún. Ở đây thì có rau nhút với lại rau muống ăn kèm. Rồi đây thì củ phi môn với lại hũ chao, mình có xả ớt. Thì thôi giờ em mời cả nhà vô bếp cùng ba chị em của em nha. Chị Ba đặt dao dùm cân ha. Dạ. Ở đây giờ nhạt quá trời. Giờ chị ở dưới chặt thịt, chị Hai chặt thịt, em đây em lật dao. Thì lật dao để cân gọt củ phai mông cho. Gọt phai. Mồm ngon sức ha chị. Ú quay mà trồng do này. Cái này tính đâu nó mục đích mà nó cũng không có sao nữa. Không, lành. Cái này mua ăn cũ, thấy bự quá, mua ăn cũ à. Cũ ăn đủ à. Giờ cưng bào củ phi môn cũng gọt vỏ xong rồi. Giờ để xả cưng đi rửa, sẵn rửa củ phi môn cái cần sắt luôn cho. Nè sắt xả đi. Dạ. Để xả nhớ mua máy tép luôn, đâu có tép. Nó thầm bớt ra muống nó đè lên. Để đi rửa rồi lên đặng sắt luôn. Cái này hồi sắt xả có ớt không chị? Sắt ớt luôn phải không? Có ớt, bỏ xả với ớt chung. Dạ. Giờ xả em cũng rửa sạch rồi. Giờ em bầm xả ớt. Bữa nay người ta ca nhạc hơi nhiều cả nhà. Có gì cả nhà thông cảm cho em. Nhạc quá trời luôn. Mạnh nay nó ca. Sớm em bầm xả cũng xong rồi, giờ em cũng bầm củ hành với tỏi cũng xong luôn rồi. Giờ em để đây cái em sắt nửa củ hành tây đó, ngày hôm qua xài còn dư được nửa củ đó. Sẵn đây em lấy em sắt luôn, hồi có xài gì xài. Sẵn đây em sắt củ phi môn ra luôn, để ngồi cái mình chiên á, mình cho vô ăn cho nó ngon. Cái này chắc làm ba được. Quá chí mông bự mà dẻo. Này mình trắng làm bốn rồi. Giờ rau cũng lặt rồi, giờ em rửa. Giờ em rửa rau, cho miếng mới vô. Rau mình mua mình cho rửa muối đi cho nó chắc ăn. Giờ đó em cho muối vô em ra em đổ vô em ngâm á cho nó hồi đi cái mình rửa lại. Ăn vậy cho chắc cứu hả chị? Ăn vậy cho chắc cứu. Tại giờ rau mình mua mình cũng sợ. Đúng rồi, giờ ai cũng xài phân thuốc hết trơn. Vịt á, nãy giờ em chặt, em trụng để ráo rồi, giờ em ốp.
cho hạt nêm, đường, bột ngọt vô. Xong rồi cho củ hành với tỏi. Chừa lại một chút để sấy hả chị? Chừa một chút để hồi sấy lên xào thịt vịt. Lấy cái muỗng này á, muỗng chao vô ướp. Ướp cái thôi, đừng ướp nước. Nước nó mặn. Ướp cái. Cho vô muỗng dầu đều cho cái màu nó đẹp. Mang bao tay vô trộn cho nó đều, nó thấm. Bếp chao ra cho nó nhuyễn ra. Rồi, trộn. Đây ngày nào cũng trên nhà. Ngày lễ ta xúm lại người ta nhậu rồi xong người ta ca. Giờ em ớt em trộn cũng đều rồi, em để đây khoảng nửa tiếng cho thấm gia vị rồi đem đi nóng. Rau này thắng nắng mà cũng ngon quá. Rau nãy giờ em ngâm nước muối cũng lâu rồi, giờ em xả, em rửa em xả rồi. Giờ em bắt cái son lên để mà em nấu vịt luôn. Sẵn bếp này còn lửa nè. Mà mình bắt bếp này đi, để bếp đó hồi cái mình chiên phơi môn luôn. Giờ em nhóm lửa. Giờ em bắt cái son lên nãy giờ cũng nóng, giờ em cho miếng dầu vô. Cho dầu ít thôi, tại vì mà vịt á, nó cũng ra mỡ á. Để nhiều quá cái hồi cái mỡ quá ăn nổi. Giờ dầu á cho vô cũng nóng, giờ em cho xả ớt vô, nãy em có băm nè, cho vô miếng. Cho vô rồi cái mình sơ lên cho nó vàng rồi hả, cho vịt vô mình nấu. Giờ xả nãy giờ em cho vô cũng được, giờ em cho miếng tỏi vô. Giờ xả với tỏi cũng vàng, giờ em cho thịt vịt vô luôn. Giờ em cho vô em xào luôn.
cho dơm sóc lên. Quá trời. Giờ mình để đây cái em đi chặt dừa sẵn. Giờ em cũng có chuẩn bị đây hai trái dừa, giờ em chặt luôn. Mình chặt cái mình cho vô trong cái thau này chán cái nước ớt nãy. Này mình nấu vịt á, mình xài dừa gám á, nó mới ngon, nước nó ngọt. Còn mình xài dừa mà dừa dày á, cái nước nó chua chua, nó không ngon. Quá trời dừa này, gáo bự. Mình cho vô trong nước ớt, cho vô luôn. Thêm trái nữa, hai trái cho nó ngon. Giờ vịt á nó cũng săn nè, giờ em cho nước dừa vô luôn. Rồi chị bắt cái bằng cái bếp ga chị chiên khoai môn giùm cưng ơi. À. Lấy dầu ăn chiên khoai môn. Thêm miếng nữa đây. Rồi. Chờ lửa nó nóng một chút. Khoai chiên nãy giờ cũng săn rồi, em chở bề một chút mà em gấp ra chiên sơn vậy là nấu cho nó đừng có gã. Mông em chiên xong rồi, vịt cũng nấu nãy giờ rồi, em cho mông vô. Còn sót lại nữa mà. Rau nãy giờ em cũng rửa xong rồi, giờ em lặt. Vịt nấu chao mà ăn rau muống với rau nhúng này nhúng là ngon. Mà ăn chợ cũng nắng quá thôi. Nãy giờ rồi.
vịt em nấu cũng xong rồi, giờ em nêm thêm miếng chao với miếng đường vô đây nữa cho nó vừa ăn. Em bỏ củ hành vô nữa là xong. Vịt nấu chín rồi gì ba ơi, lấy đồ múc ăn. Rồi vịt nấu cũng xong rồi, giờ em múc lên dọn. Thêm môn phát lên mùi thơm quá. Ủa chị múc dọn ra hả? Đây cưng bưng cho. Để hơi nóng. Thơm quá ha. Mà vịt á nấu chao sớm giờ cũng xong cả nhà, giờ mời cả nhà dùng bún với mấy chị em của em, mời chị hai, mời chị ba ăn bún. Mời dì ba, mời con năm ăn bún. Dạ. Dạ, mời cả nhà ăn bún. Mà mẹ em á hồi trưa này á mệt quá, mẹ em nằm á người không có ra ăn chung với tụi em được, có nắng gì quá. Rồi, trời nắng nóng quá. Có gì cả nhà thông cảm. Bữa mời chị nào hai với mời Hiền ăn bún. Dạ. Mời cả nhà ăn bún. Bữa nào mà mẹ khỏe thì mẹ ra ăn chung với tụi em, còn mà bữa nào mẹ không khỏe thì mẹ không có ra. Giờ nắng nóng quá. Hầm. Chị để xuống, chị ăn chan cho. Nè giá nè chị. Chọn đi. Phai này phai thơm ấy nhìn nè Hiền, nó phát lên thơm phức à. Cưng biết nữa, cưng mua đại chứ cưng cũng không biết phai gì nữa. Mà sao cái phân biệt mà cái môn gì? Môn sáp, không biết luôn, không biết môn này môn sáp hay môn cao nữa nè. Môn cao là nó trắng, cái thịt nó trắng, còn môn sáp là tím vàng vàng. Nếu mà vậy là môn này môn cao rồi. Cái này nãy thịt trắng tươi à. Dạ. Mà nó thơm lắm, phát cái mùi thơm sợ. Dẻo hết sức dẻo, nãy lấy dao chấm chấm được. Chị ăn chị. Ừ. Để chị ba móc xong rồi. Mời cả nhà ăn bún với em. Mời cả nhà ăn bún với em. Giấc này thì cũng hơi trễ cả nhà, cho nên nó nhạt hơi nhiều quá. Em cũng có gắn cái mic đó chống ồn á, nhưng mà chỉ có hai cái à, còn chị hai thì không có gắn. Dạ, mời cả nhà ăn thịt vịt. Nấu nước vừa tươi ngọt quá. Nãy giặt cho hai trái rồi, cũng chờ ít nước cho thêm miếng nước lọc nữa. Bắt lửa đi, rồi ăn hết cao đi rồi mình hả bắt lửa bỏ vô để. Dạ, để đại ghiêu ghiêu vậy chị, cho dễ ăn. Gấp dính cái ruột nhân luôn. Con nhóc nó muốn chào ngon lắm. Lâu lắm rồi mới được ăn món này. Vậy đây con năm nấu cho. Thắng nắng mà rau cũng ngon. Rau nhóc á. Ngon chứ.
đó, ăn ta chầm đụng nước. Cái này nãy chị có nêm lại vừa ăn vậy. Đó, nêm thêm sao cùng nêm thêm miếng đường với miếng chao vô. Hàng chị vừa ăn quá. Hồi nãy nãy để nêm mà không quên. Ủa mình ốp chao vậy xong là tới nêm lại là phải nêm chao một cái nữa hả? Đúng rồi, nêm lại mình nêm chao á. Chao nó mặn ngon chứ không phải là mặn như muối mà nó béo. Đúng rồi, nấu chao là nấu cái không? Nấu có cái không bởi nó béo mà. Béo với lại cái nước nó sạch hơn, nó đậm đà hơn. Nó sạch nhưng nó béo cũng nhờ phô môn vô nữa đó. Nó ngon mà nó hơi nóng ha. Ừ. Ừ. Đây. Ông chén còn 2-3 cục trong đây. Dịch này dịch nuôi lúa nên ngon quá. Nhà mình nói chung từ lớn tới nhỏ luôn ăn thịt đầu ít mà ăn rau gặp rau đó, khoái. Ăn rau hơi nhiều. Không phải là tiết kiệm nhưng mà không dám ăn thịt, ăn đồ không phải, nhưng mà cái là thấy rau là phải, ai cũng vậy hết. Đồ ăn nhiều lắm chứ, thịt trong nồi nhiều lắm, phải thích ăn rau. Với mấy món này nè, nhúng rau ăn nó mới ngon. Đúng rồi. Nói chung là vịt nấu chao này ăn là nhờ cái rau. Hồi xưa thì rau muốn bào ha, mà giờ không có bào mình lật nè. Giờ nhúng ăn luôn. Hồi xưa thấy không có ăn bếp ga, bởi vì ăn có muốn bào. Giờ mình ăn, mình nhúng cái ăn cộng. Hồi đó là cái vịt nấu chao là ba ổng nấu liên tục luôn á. Khi qua lại là ba nấu, khi lại là ba ổng nấu vịt nấu chao. Bẻ ra muốn về cái kêu chị bào. Hồi đó với lại cái nhà nuôi vịt đẻ, vịt thay lông đó là ba bắt nấu chao. Cho hết mớ rau này xong rồi bỏ rau mới vô. Ăn thịt cho chị. Để nguội nguội bớt rồi ăn thịt. Rồi. Ba bỏ rau vô. Bật lửa lên bỏ rau vô ha. Rồi. Ba chén lại đưa cho múc cho miếng nữa ha. Dạ. Vừa có thịt vừa có mâm luôn. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Chén. Hơi nóng. Đang ngồi bớt, nóng quá. Thêm miếng rau đi. Rồi xong rồi cho chín rau rồi mình tắt lửa luôn, nóng quá. Chứ để lửa nhiều quá, nóng quá ăn không được. Trắng nắng này cho chín cái rồi tắt lửa. Khi nào ăn rồi bắt lên tiếp chứ để nhẹ hầm hầm. Đổ mồ hôi chuyển nổi. Nắng nóng ăn đồ nóng. Nắng nóng ăn đồ nóng nên nóng, nóng quá. Thịt cũng mềm chị ăn. Nhưng mà nóng mà ăn rau mà không bắt lửa lên thì không được. Bắt lửa lên thì hơi nóng. Mà ăn miếng thịt ra.
Ra cái tay luôn. Ra tay luôn. Quá trời thịt rồi. Thôi, xin phép. Xin phép ăn bằng cái tay luôn. Ừ. Đây. Mình phải ăn tay chứ, chỉ gấp đũa nhiều khi chợt nó rớt. Ăn nó đổ mồ hôi, ăn này chắc hồi dính miệng vàng tươi luôn. Cô Năm ơi, gác máy vô ăn chung luôn cô Năm ơi. Dạ, hai chị ăn trước rồi xin vô sao. Còn nấm nó ngon. Dạ. Chị ba quá chừng đổ mồ hôi kìa. Ông trời nó nóng. Gấp cái bọc ăn nè. Bông nó giòn. Thôi chị rút qua sao cưng rút buông ra nó thành bùi nhùi thấy kỳ quá. Cưng lao luôn. Thôi để nè. Để con chảo kiếm đựng xương đi. Chị ăn bún nhiều chị? Bún còn nhiều kìa. Ngon quá. Để ăn hết mấy cục thịt vịt này cái rồi. Bún là dễ ăn nhất. Chân chân. Đúng không? Bún với lẩu với rau mà thôi. Ăn nó căng bụng thôi á. Món này chị thèm á, chị ăn nhiều nhiều vô. Thèm vậy chứ không mà tại gì ăn ít. Chứ mà hỏi là không dám ăn mà là tại ăn ít. Thích hả chị? Vô ba. Ừ. Rồi, ăn cảm ơn. Ăn đại nhiều nhiều vô. Ê, mới thấy cái Năm thích cái xương xương đâu rồi. Mới thấy cái bông rồi. Thôi ăn cái cẩu, nghe món yêu thích trước cái đi. Ngon mà. Gắt nắp ngăn tủ. Ngon quá. Anh về ở chơi vậy vô. Mình hay mình mua vịt mua đồ về cũng nấu ăn cũng được nhưng mà vịt chảnh rồi không có vịt nuôi lúa. Dạ. Rồi xong rồi rau thì có rau muống mà không. Cũng có rau nhút, mua rau nhút cũng ngon bằng dưới đây. Mua một bó, một ký là 50 ngàn. Nhưng mà về là cái già bỏ nhiều lắm, lấy cái non còn được ít xíu. Mà nó không ngon giống rau mình đây vậy đâu.
Đây là lạc bỏ cái gốc có chút xíu à. Ừ. Còn nhiêu là non xèo luôn. Mua 1 ký 50 ngàn là cân cả cái gốc rễ á. Nó dài một đoạn vậy nè chị. Dài gốc rễ luôn á. Bộ ngót cũng vậy nè. Mua cái nó cốt làm hai, phân nửa già phân nửa non. Mà lần 1 triệu 3 chồng nhiều chứ. Mà hư rồi sao là chắc nghĩ chồng hết chị? Nghĩ chồng không? Tại vì cái clip vừa mình á, cái tàu nó che ra cái bóng mát á. Mát là không chồng được. Mát là rau nó không phát triển sao? Đúng rồi, nó phải có xương, có nắng mới được. Lúc đó chồng thấy ham lắm. Một tuần cắt một lần mà cắt một lần 800-900 tấn. 800-900 tấn á. Một tuần cắt một lần. 12 giờ đêm là anh ba đi cắt à? 12 giờ 1 giờ là đội 200 đi cắt. Cái này thì nó lẹ mỗi tuần mỗi có tiền nhưng mà nó cực, đổi lại nó cực lắm. Tại vì mình đi cắt phía đó chị, mình sáng ra là có giao cho bận hạn lại lấy bán cắt chợ. Cắt còn phải đem lên vũ rửa cái bèo. Bó lại từ ký nữa. Rồi bó lại 1 ký mốt. Cần ta có 1 ký rồi nhưng mà phải bó 1 ký mốt. Chừng hao phải không? Chừng hao giòn. Hồi đó không có vô phụ không? Mà mình bán cân cho người ta thường vậy đó, mình muốn để lại chừng 5-10 ký phải giấu. Nó không có cho mình. Giống như người ta kêu cắt nhiêu phải cân hết cho người bán phải không? Không như cái đìa của nó làm phải của nó mua nó lấy mối là người ta bao chọn, người ta bao chọn với lại người ta coi cái hầm của mình á, thí dụ như mình trồng mình cắt bữa đó là được 500 ký đi, là người ta biết cái số lượng nó bằng nhiêu rồi mình giấu lại, người ta sợ mình lấy mình cân chỗ khác người ta bán được hay sao á, mà cái nó không có cho à. Nó hay cái là lắm, để lại ăn chút đỉnh hay được được. Còn thí dụ như 5-10 ký 15-20 ký là phải giấu. Nó nói sao làm gì mà từng rồi, thí dụ như nói ăn 100 ký đi, từng này sao còn 80 ký, nó sợ mình bán cho người khác hai mối á, nó không chịu. Dạ thôi cứ nghĩ vậy, nâu quá, ăn rau ngon quá trời. Đúng rồi, rau ngon. Nói chung là ăn nhiều quá chịu không nổi. Với lại còn hồi còn uống chén thuốc nam nữa. Rồi bữa nào con năm đi hút thuốc mới. Cái bữa thứ năm. Thứ năm chị cũng đi nữa. Cái này nãy no. No no à chị, no. Cái miệng chị. Em thấy có dưa thôi, cưng không có lấy trà đá. Dưa này thấy màu đẹp quá mà không biết ngọt hay không thôi. Ngọt, cũng ngọt nè. Trời này nóng, trốn đâu cũng nóng hết. Ngọt á. Con gì nữa, rớt vô. Ăn dưa đã khác. Nhà. Chín cát không à? Ở nhà mấy chị em giống nhau quá, ăn liền, ăn lẹ quá. Ăn lẹ cái cũng quen, ăn chậm lại ăn không được. Mình ăn tự nhiên lắm. Không có ăn. Thì thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ra xem clip để ủng hộ cho gia đình em và mấy chị em cũng ăn bún xong cả nhà. Giờ em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.